Hello, xin chào tất cả mọi người, Sport hôm đây ạ Và hôm nay Hùng muốn mang cho mọi người một chương trình khuyến mãi giày cầu lông vô cùng vô cùng đặc biệt Trong cái video này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người top 5 mẫu giày cầu lông cao cấp được khuyến mãi siêu khủng và chưa từng có Tại sao chưa từng có? Bởi vì đơn giản Covid-19 thì lần đầu tiên nó xuất hiện trên thế giới này Và do ảnh hưởng của dịch bệnh thì dẫn đến cái việc mà mua sắm của mọi người nó bị giảm xuống Bởi vậy mà để kích thích cái nhu cầu cung cầu hàng hóa thì hãng Linh Linh họ đã triển khai những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ cực kỳ sâu và hùng cũng chỉ muốn nói mọi người là hãy mua đi hãy mua đi và hãy mua đi trong video ngày hôm nay thì hùng sẽ chỉ giới thiệu đến mọi người năm mẫu giày cao cấp thôi nếu mọi người có đủ khả năng tài chính thì mọi người hãy đầu tư hãy mua đi còn nếu mà mọi người thấy rằng nó vẫn cao so với mình uh, tài chính của mình hạn hẹp không có thì có thể nhắn tin cho hùng để uh, nhận các mẫu giày nó ở tầm giá nó rẻ hơn nó phù hợp hơn mình nhá trong video này hùng chỉ giới thiệu mọi người top năm mẫu giày cao cấp cao cấp được khuyến mãi đến lên đến 45 50% mọi người cụ thể từng đôi thì hùng sẽ giới thiệu mọi người ngay bây giờ Trước tiên thì chúng ta sẽ đi đến đôi giày được khuyến mãi sâu nhất Trước tiên mọi người hãy cùng nhìn chiếc hộp này Chiếc hộp màu đen Không phải màu đỏ hoặc là không phải chất liệu cắt tông như bình thường Mà đây chất liệu cũng là hộp cắt tông nhưng mà nó được sơn màu đen Có chữ Leaning Bermeter Tức là Leaning Badminton LN Bermeter là Leaning Badminton Tức là giày cầu lông Leaning Đôi giày này Mọi người khi mà mọi người nhìn thấy chiếc hộp đen như này thì đó là một đôi giày cao cấp Còn phía mặt sau thì luôn là như thế nó sẽ có bảng size, size tra của hãng giày lining. Chúng ta cùng đến với đôi giày đầu tiên Mã giày là Linh AIZP005 Gạch trừ 3 Số 3 đại diện cho màu thứ ba của đôi giày này Đôi giày này có mấy màu nhưng mà Không chỉ săn khuyến mãi được duy nhất màu này thôi nhá Duy nhất màu này thôi Đấy thì chúng ta cùng xem phí uh, kỹ một chút Đây là mức giá gốc của đôi giày Đôi giày với mức giá gốc lên đến 899 tệ Đây là giày cao cấp nha mọi người Giày cao cấp có nghĩa là sao Nó là những đôi giày mà đắt nhất của Anh Linh 899 tệ nha mọi người Mã giày là Leaning AIZP005 899 tệ thì nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng 3 triệu mọi người nhỉ Tỷ giá hiện tại Ok mẫu giày cổ lông Leaning AIZP005 và chúng ta sẽ đến chi tiết với đôi giày AIZP005 mọi người nhìn có đẹp không ạ Màu sắc có đẹp và nổi bật không ạ Đôi giày này thì có lẽ là nó sẽ thích hợp với các bạn trẻ hơn là những người ở độ tuổi trung cao tuổi Chúng ta hãy cùng ngắm đôi giày một chút và hồi rồi Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người chi tiết về công nghệ và Nhìn quả đế này mọi người thấy chắc không? Ok và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với công nghệ của đôi giày này Hùng đã chuẩn bị một tờ giấy ghi công nghệ của những mẫu giày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người ở đây Đây là mẫu giày Leaning AIZP005 Trước tiên chúng ta cùng đến với công nghệ thứ nhất là công nghệ bao cậm Công nghệ bao cậm thì Hùng sẽ đọc cho mọi người Tại vì Hùng cũng không thể nhớ hết được vì nó có quá nhiều công nghệ Ok chúng ta cùng đến với tất cả các công nghệ của đôi giày này đi Trên uh, tờ giấy này thì nó đã hiển thị tất cả những công nghệ chính của đôi giày này Như Hùng có thể nhìn thấy ở đây Thôi Hùng đọc cho mọi người nhé Công nghệ đầu tiên là công nghệ Carbon Fiber Plate Công nghệ thứ hai là công nghệ Tube Tip Công nghệ thứ ba là công nghệ Flexi Waker Công nghệ thứ tư là công nghệ Lining Cloud Công nghệ thứ năm là công nghệ Lining Bao Cộng Ok đó là những công nghệ uh, Chủ yếu những công nghệ nổi bật nhất trong đôi giày này Nhưng dĩ nhiên không thể nói thiếu công nghệ ở đây còn có cả công nghệ gì đây flex uh, flex West vừa đọc rồi ok flex worker vừa đọc rồi và công nghệ đế là đế cao su chống mài mòn nữa thì nó cũng uh, nói chung là họ không liệt kê vào đây nhưng đây là đế giày cầu lông bao giờ cũng thế nó sẽ được làm bằng chất liệu cao su chống mài mòn Mà mình có thể nhìn thấy đôi giày này nó có các rãnh ngang rãnh dọc để giúp cho đôi giày tăng độ bám cũng như có các hình uh, uh, lục giác ở đây các hình lục giác ở đây Để nó sẽ giúp đôi giày tăng độ bám và bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, cụ thể từng công nghệ của đôi giày này trước tiên là công nghệ bao cộng công nghệ bao cộng thì mình sẽ đọc cho mọi người cung cấp hiệu suất phục hồi dọc tối đa giúp giảm tổn thất năng lượng, năng lượng một cách hiệu quả trong quá trình tập luyện và thi đấu chuyên sâu đó đó là miêu tả về công nghệ này cung cấp hiệu suất phục hồi dọc tối đa giảm tổn thất năng lượng một cách hiệu quả trong quá trình tập luyện và luyện tập chuyên sâu thi đấu chuyên sâu đó là công nghệ bao cộng với công nghệ bao cộng này cũng chỉ có những mẫu giày cao cấp mới có nha mọi người tiếp theo chúng ta sẽ đến với công nghệ đệm lining cloud dĩ nhiên đệm lining cloud thì nó sẽ có nhiều loại khác nhau là loại Leaning Cloud cho những mẫu giày cao cấp thì nó sẽ được nén rất là được nén rất là cao nên là cái độ êm và độ nảy của nó độ đàn hồi của nó rất là tốt và bây giờ thì Hùng sẽ đọc về công nghệ Leaning Cloud cho mọi người công nghệ Leaning Cloud là công nghệ đệm hoàn toàn mới đế giữa được chế tạo bằng chất liệu polymer mật độ cao cung cấp đệm đáp ứng và biến năng lượng tác động thành sức mạnh phục hồi nó tạo ra một hệ thống chu trình hiệu quả và cung cấp mềm và nhẹ tức là nó khiến chúng ta đi cảm giác mềm và nhẹ đó là công nghệ lining Cloud tiếp theo chúng ta nói một chút đó là công nghệ về đôi giày này nó sử dụng một chút nữa đó là công nghệ ép nhiệt công nghệ ép nhiệt tức là sao chất liệu sẽ được làm bằng chất liệu vải mềm vải co giãn thông thoáng khí và mang lại cảm giác mềm mại khi mà chúng ta đeo nó sẽ được ép lên bên trên lớp vải dệt này chất liệu da chất liệu da mọi người có thể nhìn thấy chất liệu da rất chắc chắn chất liệu da rất chắc chắn chất liệu da này kết hợp với lớp lưới này nó sẽ giúp cho cái đôi giày nó bền và chắc hơn đấy ạ Tiếp theo Hùng sẽ giới thiệu đến công nghệ tiếp theo nữa là công nghệ Flexi whisker thì Hùng thấy nó ghi ở dưới này. Có nghe đây là công nghệ của mặt đế này. Và bây giờ thì Hùng sẽ đọc cho mọi người về công nghệ của mặt đế này nha. Đây là công nghệ hoàn toàn mới mà Hùng chưa nhìn thấy bao giờ và cũng chỉ có trong đôi giày này mới có. Flexi Wecker. Đế ngoài siêu linh hoạt, ôm sát bàn chân, thiết kế rãnh cấu trúc thiết kế rãnh cấu trúc xương để uốn theo nhịp tự nhiên, siêu mềm mại mang lại trải nghiệm đàn hồi và nhẹ. Đó là công nghệ mặt đế này. Ở đây, nó ghi ở đây. Nó hơi trong nên có nhìn Flexi Waker. Ở đây nha mọi người. Tiếp theo nữa là công nghệ. Tube Blit. Tube Tip. Tube Tip thực ra nó chính là cái công nghệ miếng da. Được ép và da cố lên trên lớp vải dệt này. Thì công nghệ Tube Tip này nó có tác dụng gì ạ? Công nghệ Tube Tip chất lượng cao của toàn bộ phần trên của giày. Và kéo dài tuổi thọ đôi giày. Giúp kéo dài tuổi thọ đôi giày cho mọi người phần trên của đôi giày được sử dụng các chất liệu này nó được ép lên lớp bên trong để gia cố và tăng độ bền cho đôi giày tiếp theo về phần gót giày thì nó được đệm rất là dày nên giúp bảo vệ gót của chúng ta tiếp theo nữa đôi giày này cũng nó là công nghệ chống lật chính là thiết kế cổ cao nó giúp bảo vệ và giảm khả năng bị lật cổ chân của chúng ta có thể gọi nó là công nghệ chống lật mọi người tất cả những đôi giày cao cấp thì dĩ nhiên là nó phải thiết kế để chống lật rồi và những đôi giày được thiết kế cổ cao nhin là công nghệ chống lật của đôi giày này. Ngoài ra đôi giày này còn công nghệ nữa, một công nghệ rất nổi tiếng là công nghệ carbon fiber. Nó chính là miếng nhựa. Miếng nhựa này và kết hợp với miếng đây, đây chính là miếng carbon, carbon fiber mọi người nhìn thấy. Đây là chiếc carbon fiber và miếng nhựa của nó. Và bên trong này nó còn có một lớp gì đó nhìn như một lớp lưới nữa. Đấy, công nghệ carbon fiber này, carbon fiber được định vị trong bộ phận duy nhất một tấm sợi carbon có thêm lò xo khi cất cánh tức là khi chúng ta nhảy lên với sức mạnh và sự hỗ trợ Tức là chúng ta nhảy lên thì nó sẽ có tác động như một cái lò xo để giúp chúng ta bật tốt hơn Và nó là sự hỗ trợ khi chúng ta tiếp đất Có nghĩa là chúng nó sẽ là sự hỗ trợ giảm chấn khi chúng ta tiếp đất Do Hùng dùng Google dịch nên là nó từ ngữ nó hơi khó hiểu một chút Nhưng Hùng có thể diễn tả lại như thế cho mọi người Nên đang ngồi đây quay và phải vào phòng giày nên là nó khá là nóng Ok đó là đôi giày đầu tiên của chúng ta Một đôi giày có vô cùng nhiều công nghệ và dĩ nhiên chỉ những đôi giày cao cấp Thì mới có nhiều công nghệ như thế Đây là mẫu giày Leaning AIZP005 Giá gốc là 899 tệ tương đương với khoảng 3 triệu 050 nghìn Đôi này đang được khuyến mãi sâu nhất bên shop Hùng và Hùng nghĩ rằng chỉ có thể do Covid-19 thì chúng ta mới có một giá tốt như vậy Giá khuyến mãi chỉ còn 1 triệu 450 nghìn Có nghĩa là khuyến mãi hơn 50% ạ Và mọi người nếu chuyển khoản trước thì có thể được Hùng miễn thêm phí ship nữa Quà tặng kèm thì gồm có một móc khóa cầu lông kim loại Nó gọi là quà lưu niệm của Hùng thôi Và một chặn mồ hôi cổ tay anh em có lấy hay không lấy thì cũng không trừ tiền nhá quấn cán bình thường thì hùng có tặng quấn cán nhưng mà do hiện tại quấn cán chống chân nên hùng hết sạch hàng rồi nên là không thể tặng cho mọi người cái quà tặng nó chỉ gọi là mang ý nghĩa nó về mặt tình cảm thôi chứ nó cũng không có giá trị nhiều như mọi người ok đôi giày đầu tiên 899 tệ giảm giá hơn 50 à đúng rồi đôi giày này có size 40 41 42 các size khác không có như anh em nào đi các size 40 41 42 thì liên hệ hùng ngay số lượng thì rất là có hạn thôi tiếp theo chúng ta đến với đôi giày thứ hai trong buổi ngày hôm nay Chúng ta đến với đôi giày thứ hai trong buổi ngày hôm nay. Ta để Hùng cầm cả hộp. Đôi giày tiếp theo đôi giày lining AIZP001 4. Số cuối cùng nó đại diện cho màu các màu khác nhau của đôi giày. Giá gốc của đôi giày này thấp hơn đôi trước một chút, nó là 799 tệ và đây cũng là một đôi giày cao cấp với hộp đen như đôi vừa rồi. Cứ nhìn thấy cái hộp như này có nghĩa là giày cao cấp nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ đi đến với đôi giày luôn. Chúng ta sẽ nhìn bao quát đôi giày một chút. Đôi giày cũng khá là đẹp và lòng lanh đôi giày này cũng được thiết kế cổ cao để giúp chống lật. Đế giày cũng có carbon fiber và rất nhiều các công nghệ khác thì chúng ta sẽ đi sau. Và trên này thì nó sẽ biểu thị các công nghệ của đôi giày này. Và dĩ nhiên có những công nghệ nó sẽ không ghi vào, nó sẽ phân tích trong quá trình giới thiệu. Công nghệ thứ nhất đó là công nghệ cushion và công nghệ cushion này thì cũng chỉ được áp dụng cho những mẫu giày cao cấp, những mẫu giày rẻ không có. Những mẫu giày rẻ và tầm trung cấp hoặc là tầm cao thì không có, chỉ có cao cấp mới có công nghệ cushion. Công nghệ thứ hai là công nghệ carbon fiber vẫn giống như đôi giày trước công nghệ thứ ba công nghệ pro ba công nghệ này ở đôi giày trước không có công nghệ tiếp theo là công nghệ stupid và công nghệ này ở đôi kia cũng có về bây giờ chúng sẽ đi về đôi giày Trước tiên chúng ta có thể nhìn thấy mặt đế đôi giày cũng được thiết kế các danh rất là bám lên chúng ta đi đến công nghệ đầu tiên đây chính là mọi người khi mà đôi giày này đế được làm trong suốt thì mọi người có thể nhìn thấy cái phía lớp phía trong này đây chính là đệm cơ đây chính là công nghệ đệm cơ nó được miêu tả ở trong chiếc hình ảnh này để cho mọi người ngó một tí đây phần đỏ gót này mọi người nhìn thấy không ạ cushion và công nghệ cushion này thì mình sẽ đọc cho mọi người mình đỡ phải nhớ ok công nghệ cushion cushion được đặt một cách chiến lược tại khu vực va chạm tức là chúng ta khi chúng ta bước lên chúng ta sẽ nên chúng ta phải tiếp gót trước để giảm chấn cũng như là tránh chấn thương Nó tác động vào đầu gối khi mọi người tiếp đất thì mọi người nhớ là mọi người phải tiếp gót trước nha Cơ được đặt một cái chiến lược tại khu vực vai trọng Cơ bảo vệ bàn chân bằng cách cung cấp giảm sóc và hỗ trợ cho một chuyến đi suôn sẻ. Đây loại là cung cấp giảm sóc và cái sự ổn định Thì chúng ta tiếp đất. Đó, đó là công nghệ. Tiếp theo công nghệ thứ hai của nó là công nghệ carbon fiber plate thì cũng đã giới thiệu đến mọi người rồi. Đây, đây chỉ là miếng carbon. Đấy, công nghệ này carbon fiber thì cũng chỉ được áp dụng ở những mẫu giày cao cấp mà thôi. Mình sẽ đọc lại một chút carbon fiber được định vị trong bộ phận duy nhất một tấm carbon có thêm lò xo so khi cất cánh với sức mạnh và sự hỗ trợ khi hạ cánh. Đó là qua Google dịch nhá. Nhưng mọi người nghe như thế chắc mọi người cũng hiểu, đúng không ạ? Tiếp theo công nghệ tiếp theo là công nghệ Probalock thì nó ở đôi giày kia không có thì đôi giày công nghệ Probalock chính là hai miếng nhựa ở hai bên này, hai miếng nhựa ở hai bên này. Chính là công nghệ Probalock. Và cụ thể về công nghệ này, Probalock cung cấp bảo vệ chân cao cấp ổn định và hỗ trợ trong mỗi bước giảm mệt mỏi để giúp duy trì hiệu suất thể thao cao phải nói là công nghệ này nó hỗ trợ rất là nhiều đúng không ạ rồi chúng ta tiếp theo đến với công nghệ một công nghệ nữa là công nghệ supi cũng giống như đôi giày trước chất lượng cao của toàn bộ phần trên của giày kéo dài tuổi thọ cho đôi giày đấy thì công nghệ supi đây chất liệu đầu tiên nó cũng được làm một lớp ở phía bên trong là lớp chất liệu này nhìn nó cũng kiểu nhiều màu sắc khi ánh sáng chiếu vào lé lên rất là đẹp nó rất là mềm mại để khiến cho chân chúng ta được thoải mái và cũng như có những cái lỗ thông khí ở đây ngoài ra thì nó được gia cố thêm đấy chính là cái công nghệ supi nó ra cố thêm ở phần trên để khi chống gọi là bục những ai mà đi đôi giày hay bị phanh ở những cái điểm như này, này thường sẽ có bị bục giày thì cái này nó giúp cho bảo vệ phần trên cũng như nó tăng độ cứng ở phía trên này sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ lật cổ chân dĩ nhiên là phía thiết kế cao cổ này nó cũng chính là công nghệ chống lật của đôi giày này và thiết kế phần gót này cũng rất là cao và ôm gót phần gót này cũng rất là dày nữa mọi người cực kỳ dày luôn đấy thì nó ôm gót chúng ta bảo vệ gót chúng ta không bị đau Ngoài ra thì không những nó giúp gia cố thêm cho phần trên nó chắc mà mọi người có thể nhìn thấy Cái chất liệu này nó lựa chọn nếu mà không nhầm thì đây chính là chất liệu chống xước Chống xước ở má khi mà chúng ta di chuyển và chúng ta bị lê chân Nó nhìn cái lớp này nó giống như một lớp giấy giáp vậy mọi người ạ Nó giống như một lớp giấy giáp vậy Có lẽ đây chính là công nghệ chống may mòn nữa Chứ không đơn giản chỉ là gia cố thêm Nó còn giúp chống may mòn mọi người thấy không Đấy đôi giày này hơn những đôi giày còn lại ở cái chỗ điểm này và Dĩ nhiên đôi giày này nhìn cũng rất đẹp và rất sắc nét Đôi giày này 799 tệ thì nó tương đương khoảng 2 triệu 7 thì Việt Nam nó sẽ không được khuyến mãi sâu hơn đôi kia 2 triệu 7 khuyến mãi còn 1 triệu tư nha mọi người và nếu ai ai chuyển khoản trước thì cũng sẽ được miễn phí ship nha ưu đãi vô cùng lớn đôi giày này có size từ 40 đến 43 và số lượng cũng rất là hạn chế mỗi size chỉ có vài đôi thôi nếu anh em nào kết thì có thể liên hệ không phần này nó nói tên của dòng giày đây đây là dòng giày Sonic Bomb đây là bản Sonic Bomb 2.0 đôi giày có tên là Sonic Bomb 2.0 và đôi giày này được sản xuất uh, năm 2019 ngày uh, 15 tháng 1 năm 2019 nó được in trên hộp giày ở chỗ này Đây mọi người có thể lật hộp giày ra để xem ngày tháng sản xuất nha, 2019 Không phải lâu rồi mà nó chỉ mới Năm ngoái thôi, mồ hôi Hùng chảy nhá rồi mọi người Và sẽ tiếp theo một đôi giày tiếp theo Là đôi giày cũng là đôi AIZP 001 vừa rồi nhưng nó chỉ khác màu thôi nên Hùng sẽ không phân tích lại công nghệ Nếu anh em thích gọi là màu trầm Và không thích cái sự nổi bật thì mọi người chọn màu kia Còn nếu mọi người thích sự nổi bật thì mọi người có thể chọn màu này, đây Hùng Hùng uh, zoom lại đây nó rất là sáng nó màu bạc đây là màu bạc vẫn đôi giày vừa rồi nhá Hùng không phân tích lại công nghệ nữa nó là màu bạc đấy mọi người thích Ở những đôi giày nó nhìn nó sáng sủa một chút và cái này cũng chiếu cái anh đèn điện chiếu vào nó sáng lên lấp lánh rất là đẹp nhìn rất là sang với đôi giày này thì chỉ có size 41 và size 42 nhưng mọi người nếu anh em đi size 41 42 kết đôi giày này thì liên hệ Hùng ngay Ok và cuối cùng sẽ là đôi giày mới nhất Đôi giày 2020 Sonic Bomb 2020 Của chúng ta Đôi này sẽ có hai màu và Hùng sẽ giới thiệu Ok chúng ta trước tiên chúng ta Đôi giày này hai Những ba à, hai đôi giày vừa rồi Hùng giới thiệu đến mọi người ba đôi giày vừa rồi Hùng giới thiệu đến mọi người Là hàng nội địa Trung Quốc Sách tay về Việt Nam Hàng nội địa nha mọi người Còn với đôi giày này Thì nó là hàng xuất khẩu quốc tế Có nghĩa là hàng đây là hàng nhập khẩu chính ngạch Do hãng Liên Việt Nam nhập về Có đóng thuế đầy đủ đây là hàng chính ngạch đấy hàng kia là hàng sách tay, thì mỗi thỉnh thoảng Hùng mới kiếm được hàng sách tay thôi. Còn đôi này thì ra bên Trung Quốc đôi này rất là đắt mọi người ạ, nhưng ngược lại thì ở Việt Nam lại rẻ. Cái này nó bù cái kia. Như đôi uh, vừa rồi mình giới thiệu thì có thể ở Việt Nam rẻ uh, đắt hơn, ở Trung Quốc rẻ hơn nhưng ngược lại đôi này ở Trung Quốc đắt hơn ở Việt Nam lại rẻ hơn đấy. Thì nên là chúng ta mới có giá tốt như thế. Thì thực sự ông cũng khá là bất ngờ khi mà đôi giày này vừa mới ra thôi mà nó lại có một mức giá cực kỳ tốt, cực kỳ cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ xem xung quanh đôi giày nhé. OK. cái okay, đế cũng rất ham mộ. Nhìn qua chúng ta có thể thấy công nghệ carbon fiber rồi. Và chúng ta sẽ đi uh, chi tiết về đôi giày này, trước tiên về công nghệ. Công nghệ ở những mẫu giày Việt Nam thì nó không lại không có cái tem, không có cái tem công nghệ như những bản nội địa kia, như cái tem mọi người hùng cho, người cho mọi người ấy, nhưng mà nó cũng được biểu thị hết trên đôi giày và hùng cũng đã liệt kê ra đây. Lining uh, Sonic Bomb 2020 AIZQ001. Giá gốc của đôi này nó cũng là 400, à, 799 tệ nha mọi người. Nó cũng là 2 ,7 triệu. 7 nó ngang với đôi Sonic Bomb 2.0 vậy thôi. Còn đây là Sonic Bomb 2020, bản mới nhất của dòng Sonic Bomb. Và đôi này thì đang được bán ở Việt Nam cũng rất là rẻ. Bình thường nếu mà đôi giày như này ở Việt Nam bán cũng hơn 2 triệu nhưng có lẽ đợt này do dịch Covid nên là bên hãng họ cũng nhập được mức giá khuyến mãi rất là tốt thì phải. Nên họ để mức giá bán cho các đại lý như bọn Hùng đề xuất bọn Hùng bán là 1 triệu 7 nhưng mà Hùng sẽ bán giá ưu đãi khuyến mãi hơn cho mọi người. Mọi người chờ xem tiếp video sẽ để nhận được báo giá nhá. Ok, công nghệ đầu tiên là công nghệ về chất liệu. Dynamic Cell thì nó được biểu thị ở đây. Dynamic Cell, mọi người có thể nhìn thấy. Nó là công nghệ chất liệu Dynamic Cell nhắm vào các khớp chân dễ bị tổn thương trong hoạt động thể thao. Các chất liệu đặc biệt có tính đàn hồi cao được đưa vào mô đun chức năng kết hợp với vật liệu bề mặt, lưới đàn hồi và thiết kế công thái học. Nó cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ đáng kể cho các khớp chân, do đó tăng cường hiệu quả thể thao. Thì nói đơn giản là chúng ta có thể nghe, có thể hiểu đúng không ạ? Nó chính là công nghệ có thể bảo vệ chống lật cổ chân theo hồng thì là thế. Nó cũng là một nó là công nghệ chống lật đấy. Tiếp theo là công nghệ tiếp theo là công nghệ, nghệ Leaning Cloud. Linh link cloud thì mọi người có thể nhìn thấy công nghệ nó ghi đây Linh cloud kết hợp với cơ đấy cơ thì nó sẽ được đệm ở phần gót này đệm chính phần gót này còn Linh cloud nó được theo cả phần đôi giày này mọi người thấy không theo cả phần đôi giày này theo cả phần đôi giày này Chính là công nghệ Linh cloud nó cũng rất mềm và rất nảy mọi người rất là mềm rất là êm và rất nảy đôi giày cũng rất chắc chắn và dày dặn nếu chúng ta nói một chút về đôi giày này kết cấu cũng vẫn là thế đầu tiên là một lớp lưới ở phía trong và nó được gia công thêm lớp da gia công thêm lớp da ở phía ngoài và mọi người có thể nhìn thấy những cái này nó cũng để ra công thêm này, ra cố thêm đảm bảo sự chắc chắn cho đôi giày. Đây, chỗ này để tránh khi chúng ta phanh gấp nhiều thì có nguy cơ bị bục giày nó sẽ ra gia cố cho đôi giày. Đúng không ạ? Cũng như là nó cũng cứng như này nó cũng sẽ giúp chúng ta giảm thiểu cái sự lực lật cổ chân nó cũng hỗ trợ cho cái việc chống lật. Đấy. Về chất liệu da này, chất liệu da bóng mà chúng ta khi ánh sáng chiếu vào cũng rất đẹp và chúng ta cũng có thể dễ dàng lau chùi bằng khăn khô. Tên của đôi giày thì nó được in ở đây. Sonic Bomb 2020 nha mọi người. Đây. Để tiếp theo về công nghệ tiếp theo nữa là công nghệ uh, cơ thì ông cũng đang miêu tả rồi. Hôm nãy hai công nghệ ông cũng đang miêu tả, rồi, ông sẽ đọc lại nhá. Lining Cloud công nghệ đệm hoàn toàn mới, đế giữa được chế tạo bằng chất liệu polymer, mật độ cao cung cấp đệm đáp ứng, uh, cung cấp đệm đáp ứng và biến năng lượng tác động thành sức phục hồi mạnh. Nó tạo ra một hệ thống chu trình hiệu quả và cung cấp mềm nhẹ, có nghĩa là mang lại cho chúng ta cảm giác mềm và nhẹ. Tiếp theo về công nghệ cơ uh, cushion được đặt một cách chiến lược tại khu vực va chạm cơ sườn bảo vệ bàn chân bằng cách cung cấp giảm sóc và hỗ trợ cho một chuyến đi xuân sẻ Nói đơn giản nó hỗ trợ chúng ta tiếp đất một cách ổn định đấy tiếp theo là công nghệ bao cộng đây mọi người có thể nhìn thấy công nghệ bao cộng được ghi ở đây công nghệ bao cộng thì cung cấp hiệu suất phục hồi dọc tối đa giúp giảm tổn thất năng lượng một cách hiệu quả trong quá trình tập luyện và thi đấu chuyên sâu ngoài ra nó còn có công nghệ carbon fiber ok mọi người có thể nhìn thấy carbon biến carbon ở bên trong đây nó ghi là carbon fiber đấy. công nghệ carbon fiber lại tiếp tục đọc lại được định vị trong bộ phận duy nhất một tấm carbon có thêm lò xo so khi cất cánh với sức mạnh và sự hỗ trợ khi hạ cánh <laughs> anh em nghe là hiểu đúng không ạ tiếp theo nó có công nghệ probalock thì hùng cũng đã giới thiệu ở đôi giày trước rồi probalock chính là hai miếng nhựa được gia cố thêm sự chắc chắn và ổn định giúp chống xoắn đấy công nghệ Pro probalock thì hùng đọc kỹ hơn nó Pro probalock cung cấp bảo vệ chân cao cấp ổn định và hỗ trợ trong mỗi bước giảm mệt mỏi để giúp duy trì hiệu suất thể thao cao ví dụ như khi chúng ta đánh đơn mà chúng ta bị căng cơ chân các thứ nhiều hay không đi nhiều đôi giày rẻ thì nó trước kia đi những đôi rẻ thì nó bị căng chân và cảm giác rất là tê chân thì công nghệ pro ba này nó chính là giúp chúng ta giảm cái sự mệt mỏi và duy trì cái việc duy trì hiệu suất thể thao cao nghĩa là giúp chúng ta đánh một cách bền bỉ hơn mà không bị mỏi chân nữa. đó là chúng ta cũng xem cùng cái mặt đế nó cũng thiết kế là cao su chống mài mòn với các hình lục giác ở đây và các rách đây là cũng toàn những công nghệ đế hàng đầu của Liên hết tất cả đôi giày này. Đôi giày này giá gốc 799 tệ thì bên hùng cũng đang khuyến mãi chỉ còn một triệu tư thôi. Giống với đôi uh, Sonic Bomb 2.0 như nhưng mẫu này mới hơn. Nhưng mà không phải cứ mới hơn là ngon hơn đâu nha nha mọi người. Nó cũng chỉ ngang ngang phèn ngang, ngang nhau thôi. Nhưng hùng, nhưng hùng nhận xét thực sự là nếu mà về chống lật thì hùng cảm thấy là đôi giày kia chống lật tốt hơn. Đôi giày này hùng cảm giác là đế nó làm có vẻ là hơi cao một chút đây là cảm nhận của hùng nhá. Cảm giác với cả đế rất do cái cổ của nó làm không cao nên là mình cũng cảm giác là nó nó không bảo vệ cổ chân tốt bằng. Nhưng dĩ nhiên chúng ta vừa tìm hiểu về công nghệ Dynamic Cell rồi đúng không ạ? Thì nó cũng chính là công nghệ giúp bảo vệ chân. Và miếng đệm gót của đôi giày này cũng rất là dày. Và cái phần này nó cũng được làm cao lên. Gót này nó cũng được làm vuốt cao lên để giúp chúng ta đeo đôi giày nó có phần thêm chắc chắn. Đấy. Cổ của đôi giày này cũng không phải thấp cũng khá là cao. Khi thít giày thì mọi người thít giày dây chặt vào một chút là ông tin là nó đảm bảo chống lật rất là tốt. Đấy Và đôi giày cuối cùng. À đúng rồi, và cái phiên bản mới này thì đây, đôi này và đôi này thì phiên bản nó chuyển sang màu xanh và nó có cái hình sân cầu lông ở đây, đằng sau cũng là bảng size cho mọi người. Thì nó cũng là giày cao cấp nhưng mà nó là mẫu mới nó được thiết kế hộp mới thôi. Và đôi giày cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến mọi người cũng là đôi giày Sonic Bomb 2020 nhưng mà nó là phiên bản màu bạc. Nếu anh em thích cái sự nổi bật và thích cái nhìn nó sang hơn thì có lẽ là đôi bạc này nó sẽ sang hơn mọi người ạ. Màu bạc nó cũng làm chất liệu da bóng chúng ta lau và thiết kế tất cả các thứ thì cũng không khác gì nhau. À đúng rồi, hôm nay không có quên nó còn có cái miếng đệm ở gót này miếng đệm bằng nhựa rất là to đấy, đấy nó cũng làm công nghệ giúp tăng sự ổn định và đỡ gót đấy. Đấy. nhìn rất là sang với miếng nhựa của đôi này thì nó sẽ sang hơn đôi đen đôi đen nó là màu đen nên nhìn nó không nổi bật nhưng đôi bạc này nó làm bóng lên có thể soi gương luôn mọi người không có thể nhìn thấy hình ảnh của hùng trong gương này. <laughs> trong cái miếng nhựa này đấy và phía gót này nó làm cũng rất là hay miếng đệm gót nó có một miếng cứng đệm gót ở bên trong này nhé mọi người đấy đôi giày này được gia cố ba lớp lớp này lớp này và một lớp ép nhiệt ở ngoài mọi người có thể nhìn thấy đường vân lên vân xuống này đấy, đấy là tất cả những gì mà mình có để giới thiệu đến mọi người đôi giày này cũng giá gốc 2 triệu bảy đang được đề xuất bán tại các cửa hàng và các đại lý là một triệu bảy mức giá cũng quá là tốt rồi thực ra là có thể mua luôn rồi nhưng mà mọi người mua bên hồng thì sẽ được ưu đãi là một triệu tư nha mọi người ưu đãi là một triệu tư khách hàng chuyển khoản trước cũng sẽ được miễn ship quà tặng thì Hùng cũng chỉ là có món quà lưu niệm tặng mọi người đó là chiếc móc khóa cầu lông và một cái chặng mối cổ tay thôi ạ. Trời ơi mồ hôi chảy ròng ròng lắm mọi người ạ Ừ, xin phép kết thúc cái video này ở đây Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này đến thời điểm này À đúng rồi size của đôi bạc này thì hiện tại Đủ size từ 39.5 40, 41, 42, 43 nha mọi người Tuy nhiên thì size à, Tuy nhiên thì à, Lưu ý mọi người là size 39.5 của Linh Ninh Nó tương đương với 39 của các hãng khác nha Size Linh Ninh 39.5 là size bé nhất cho Nam nha mọi người Lưu ý là như thế Đấy còn gì để nói mọi người không nhỉ Chắc chỉ thế thôi ạ. À mọi người hãy bây giờ lời khuyên cuối cùng của hùng dành cho mọi người là hãy mua đi hãy mua đi hãy mua đi hết đợt hàng này không bao giờ có một mức giá như này cho những mẫu giày cao cấp như này đó bình thường mọi người sẽ không bao giờ mua được mức giá nào dưới khoảng một triệu bảy một triệu tám cho những mẫu giày này khi nó đã khuyến mãi còn nếu không khuyến mãi thì tất cả đều trên hai triệu đấy vâng một triệu tư một triệu bốn trăm năm mươi nghìn cho những mẫu giày cổ lông lining cao cấp được các vận động viên hàng đầu sử dụng dĩ nhiên ví dụ như đôi như dòng này thì các vận động viên họ cũng có thể đi dòng đế này nhưng phần trên nó có thể nó là mẫu khác nhưng mà nó sẽ cùng các dòng đế hoặc là ví dụ như đôi ZP001 này nhưng là đôi trước Suzuki đi là ZN0011 hôm trước Hùng cũng kiếm được một đôi nhưng mà Hùng cũng bán có 1 triệu 4 thôi thì nó cũng ngang phèo với đôi này thôi chẳng qua nó được các vận động viên đi nên là nó hot thôi chứ còn về các thứ thì nó không thua kém gì hết Đó. nó đôi này so với đôi Suzuki Hùng nhìn thấy đôi này còn chất lượng còn chất hơn nhìn nó chất liệu nó chắc chắn là chất liệu nhìn nó còn ngon hơn cơ đấy thì mọi người chẳng qua là mọi người thường thì thấy vận động viên đi mọi người là có xu hướng là thích Và cảm giác là nó xịn hơn nhưng thực ra nó không xịn hơn mọi người ạ Đấy. Đấy thì uh, anh em hãy mua và đặt mua ngay. Đôi này thì size 40 41 42 43, đôi này màu bạc thì size 41 42. Hai đôi này thì size từ 39.5 đến 43. Còn đôi đầu tiên, đôi đắt nhất và khuyến mãi sâu nhất là đôi 005. Đôi này uh, 3050 giảm còn 1450. Thì đôi này có size 40 41 42. Đấy và số lượng size thì rất là ít. Anh em nào xem được cái video này thì hãy nhanh chóng liên hệ hùng bởi vì số lượng có hạn thì anh em nào xem được sớm thì mới mua được thôi hùng nói thực sự là ví dụ khoảng một tuần sau mọi người xem thì chắc là cũng không còn hàng uh, xin chào hẹn gặp lại mọi người